Xin chào anh em, mình là Jimmy chuyên review những chiếc đồng hồ chính hãng Và hôm nay Jimmy về được một chiếc đồng hồ của hãng Tissot Chiếc Tissot BRX John Rap Panda Rất đẹp và cực kỳ hiếm nha Bây giờ mình sẽ mở hộp trên tay ngay để cho anh em chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này Một chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy ETA A05.H31 một à, Đây là bộ máy được bay từ bộ máy uh, Bonjour của Thụy sĩ 7753 27 chân kính và 60 giờ tích cót một cái bộ máy có thể cạnh tranh song phẳng với những chiếc Maudit Lacroix với cái phần máy rất là đẹp luôn và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về thiết kế trước nha đầu tiên là về hộp thì đây là hộp đời mới nhất của Tissot hai năm 2023 tới bây giờ 2024 vẫn sử dụng hộp này nha là cái hộp mà mình thấy là nó đẹp và nó chắc chắn nhất so với cái hộp hình chữ nhật bên trong thì anh em sẽ có một chiếc đồng hồ rất là đẹp đây một chiếc chronograph form dáng BRX À, mình sẽ nói sơ qua về cái chiếc này. Chiếc này nó là một chiếc đồng hồ có bảo hành hãng luôn. Đây là trường hợp nhân viên bên đại lý họ có voucher để mua sử dụng và không sử dụng thì họ nhường lại cho mình cho nên là chúng ta sẽ có được bảo hành hãng. Đây chiếc này sẽ được đóng mọc của Top Ten là đơn vị phân phối chính hãng Tissot Việt Nam Top Ten. Và đây là chiếc đồng hồ mình lấy từ ngày 26 tháng 3 tức là À, cũng một hai ngày thôi rất là mới luôn năm 2024 nè sẽ được bảo hành 2 năm quốc tế trong hãng luôn sorry number và chúng ta sẽ có được mã số sản phẩm phía dưới luôn rồi một cuốn sổ đi kèm Lo lâu, lâu mới có những cái điều hàng bên hãng có đại lý có có bảo hành hãng nha cho nên là nếu mà anh em nào yêu thích thì chúng ta liên hệ sớm để mình có thể săn được những chiếc đồng hồ như vậy thì anh em sẽ có một chiếc đồng hồ có bảo hành của hãng còn không thì sẽ là hàng sách tay và không có bảo hành của hãng nha nhưng vẫn là hàng chính hãng chúng ta có thể check bằng cách nhập Suri number lên website của hãng để kiểm tra rất dễ dàng đi kèm với đó thì hãng cho chúng ta một cái tool để chúng ta có thể tháo dây ra rất dễ dàng ở phía sau nên chỉ cần bóp vào cái chỗ thôi đó tool là tool tặng kèm nha tay thì anh em chắc không có cái đó đâu à mình có một cái một cái cái tool nữa để anh em có thể chỉnh cái ngày nó nằm ở trong cái hộp đây là chiếc tissot banda rap với viền cọc cọc số và kim sẽ là mã vvd mà vàng hồng rất là sang sẽ có mã số là t một ba và chiếc này đang cầm trên tay sẽ là serial number là g 2 rdbdeb 50 n à, một chiếc đồng hồ có bảo hành của hãng hai năm nha lâu lâu thì sẽ có trường hợp này và đối với những cái chiếc chronograph này thì form dáng size của nó sẽ là 42 to hơn dày hơn do cấu trúc bộ máy chronograph cho nên là anh em có cổ tay tầm khoảng 16.5 trở lên hoặc là 17 trở lên mới nên đeo chiếc đồng hồ chronograph này à, BRX thì hai cái mắt dây đầu tiên họ cố định cho nên là càng lắc to lắc khá là dài tầm khoảng 51 cho nên là anh em có tay từ 17 trở lên đều mới đẹp anh em lưu ý là chúng ta chơi chronograph BRX thì phải cổ tay to mới đẹp nha chiếc này có thiết kế khá đẹp mặt số giống như là cấu trúc panda chúng ta sẽ có được ba cái ô sub đều màu đen nền màu trắng chảy tia sọc dọc và mình sẽ có được cây kim dây nằm in sub đều bên dính giờ phía dưới sẽ là cái phần channel Rồi bên phải cũng vậy luôn Thì uh, Cái kim dài này sẽ là cái kim channel bấm vào thể thao nè, khi mình bấm một lần Thì nó chạy, bấm một lần nó ngưng Và khi bấm reset thì nó trả về vị trí ban đầu à, Nó đang ngưng thì chúng ta bấm reset nó sẽ quăng về Khi mà cái, cái kim này chạy được hai vòng 24 giờ thì nó sẽ nhảy lên một nấc uh, Rất là dễ, rồi bên phía dưới góc 5 giờ sẽ là một cái ô lịch ngày Kính sao phi nguyên khối viền được xử lý bóng và phơm dáng thì quá đẹp rồi. Bên phần hông thì anh em thấy là mình sẽ có được một cái nút ở đây để chúng ta có thể hiệu chỉnh về ngày. Mình sẽ bấm thử cho anh em xem luôn. Thì họ cung cấp cho chúng ta một cái cái tool nè. Hãng cung cấp cho chúng ta một cái cái tool để anh em có thể chỉnh ngày nè. Đó. Rất là dễ nha. Còn chỉnh giờ thì anh em cứ kéo một nấc ra thôi Để mình xem Lên có thể bạn từ dưới lên Còn bấm một nấc thì chúng ta chỉnh được Này không biết có chỉnh giờ không Để mình test Ủa chỉnh ngày chứ Đối với chiếc này thì chúng ta kéo nắp ra là chỉnh kim, chỉnh giờ, giờ. Còn cái chỉnh ngày thì anh em có thể nhấn vào một cái nút ở bên này bằng cái tool họ cung cấp. Hãng cung cấp cho chúng ta lên code nè. 60 giờ tới code rất là thoải mái sử dụng thì nó sẽ cái bằng cái thời gian trừ code của Omega hoặc là là Rolex. Rất là xịn luôn. Bộ dây nè, đánh phay xước dọc, bộ dây của BRX làm phom dáng mát dây rất đẹp. Tất cả các phần thép ở đây đều là thép không rỉ hết, 316L kính sapphire nguyên khối khóa gặp hai bên rất là xịn và cái điểm mình ấn tượng và đây là thích thú nhất là phần nắp lưng anh em thấy là mặt sau nắp lưng chúng ta sẽ có là sorry number nè chống nước của chiếc này là năm 13 thoải mái đi mười rửa tay luôn rồi kính sapphire nguyên khối hai mặt trước sau thép không rỉ và bộ máy của chúng ta ở đây chiếc này có một cái bộ máy rất là khủng luôn mình sẽ zoom lên cho anh em xem Đây là chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy ETA A05.H31 là một cái bộ máy được bay từ cái bộ máy là hai 7753 27 chân kính 28.800 tầng số động cho cái kim dây trôi rất là mượt và 60 giờ tích cót nha. Bộ máy được đánh vân rất đẹp các chi tiết được đánh vân. Anh em thấy không thua gì những cái cổ máy của Maurice Lacroix hoặc là Zenith. Nhìn rất là xịn luôn. Đây cái búa nè. Trên cổ băng thì anh em sẽ thấy là logo Tissot nha. Rồi mình xem mới có những cái thông tin gì để tham khảo không À đây Nó đang uh, Che ở đây Có một cái dòng thông tin ở đây nữa nè Chữ nữa có thấy tự đánh vần. Mình cố gắng mình zoom lên cho anh em xem Ồ bộ máy nhìn ghiền thiệt chứ 26 chân kính Switch Mac đó nên em lưu ý là bộ máy ETA A05 này thì nó sẽ có 27 chân kính nha, 27 chứ không phải 26. 60 giờ tích có và 28.800 tần số động. Quá trời máy đẹp luôn, đánh hoa văn đánh vân chi tiết từng miếng thép luôn. Quá đẹp. Miễn chê. No comment về những chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy này luôn, quá xịn. Chỉ có một điều anh em lưu ý là bộ máy cho thì cái bề dày nó là khá là dày nha. Mình sẽ đo thử cái bề dày của nó xem. Chiếc này có bề dày là 15. Và cái lắc lắc của chúng ta ở đây nó sẽ là 53. Như vậy thì anh em có tay từ 17 trở lên để mới đẹp. Cái chiếc này anh em có tay từ 17 trở lên chúng ta mới nên đeo và 17 trở lên thì đeo mới đẹp nha. Tay nhỏ quá đeo không có đẹp. lên tay thử cho anh em xem. Cổ tay Jimmy đang đeo là 16.5 Cổ tay bên phải là 16.5 Và mình thấy nó vẫn còn hơi to so với cái tay của mình Tuy nhiên là anh em nào có tay 16.5 thích và có thể chơi được Còn Jimmy là Thấy là 17 trở lên để mới đẹp Tại vì hai cái mắt dây lắc to lắc của nó Làm cho cái lắc nó dài Chúng ta có cổ tay to thì đeo mới đẹp Trong để sở hữu được chiếc đồng hồ này thì là ao ước của rất là nhiều người Và nếu mà vào đại lý thì anh em phải bỏ ra khoảng 50 mấy triệu để sở hữu chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên là tại Zimibat có một cái điều rất là tốt luôn. Chỉ có 30 mấy triệu thôi anh em đã sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Xin sò, chất lượng và được bảo hành 2 năm quốc tế luôn. International Warranty nè. Và chúng ta sẽ có cái mọc của Top 10 đơn vị phân phối độc quyền uh, t tại Việt Nam. Chiếc đồng hồ này mình xuất từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Cho nên là anh em nào yêu thích thì liên hệ sớm để chúng ta có thể sở hữu những chiếc đồng hồ xịn như thế này về phần dạ quan thì mình thấy là có kim giờ kim phút là cái dạ quan nhiều nhất nè còn kim dây thì uh, cái kim uh, mấy cái cọc số thì nó sẽ không có dạ quan nhiều bây giờ mình sẽ test phần dạ quan cho anh em xem luôn đây dạ quan thì mình thấy sáng nhất là kim giờ kim phút thôi còn uh, mấy cái, cái cọc số thì chỉ hỗ trợ một phần thôi chứ đồng hồ này chúng ta sẽ có thiết kế là một đội uh, đầy đủ 11 cọc số vạch mà BBD, màu rose gold rất là sang rồi chúng ta sẽ có được uh, bộ thép không rỉ nè kính sao nguyên khối nè bộ bấm giờ thể thao Chronograph logo trên nấm vặn sao phi nguyên khối là quá xịn rồi thép không rỉ ba một sáu lần dòng thép rất là cao cấp và đặc biệt là bộ máy xịn sò đến từ uh, eta a 05 27 chân kính 60 giờ tết cốt luôn quá đã khi mua hàng thì chắc chắn một điều đó với những sản phẩm mà bảo hành chính hãng như thế này thì chắc chắn rồi là anh em đã được nhận một chiếc đồng hồ từ hãng luôn thay vì bỏ năm mươi mấy triệu chúng ta chỉ bỏ hai mươi mấy triệu thôi ngoài ra mình sẽ ba mươi mấy triệu thôi nha ngoài ra mình sẽ gửi kèm thêm một cái phiếu hành một cái phiếu cam kết nữa để anh em cứ yên tâm hơn còn thiết sót thì anh em cứ nhập sorry lên website là kiểm tra rất là dễ dàng chiếc này mình sẽ để giá trên phần tiêu đề dưới mô tả video hoặc là anh em có thể nhấn vào hotline bên góc phải màn hình 0907 không xin mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nha quá đã. Rồi cảm ơn các anh em đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.